Có số điện thoại hệ thống bên em sẽ quét, có số điện thoại và có mã hàng là hệ thống của bên em sẽ quét đơn. Sau đó thì sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho mình nha. Mặc đẹp mặc vừa thì em mới gửi hàng. Mặc đẹp mặc vừa thì em mới gửi hàng nhé. Trong trường hợp mà cảm thấy các tình yêu mà không ok thì em cũng sẽ không gửi đâu ạ. Nên là cứ yên tâm nha. Sale mức giá 260.000 giúp em là chị Hoa Hồng này. Đó, mã hàng xả V152 cho em ạ. Rất nhiều tình yêu đang lên đơn thành công rồi đúng không ạ? Để lại đúng cú pháp cho em nhé thì mình mới được lên đơn thành công này. Đó, bây giờ em chuẩn bị rút mẫu rồi ạ. Đó, rất nhiều chị có đang đặt nên là em nán lại thêm 30 giây nữa ạ. Đó, em nán lại thêm 30 giây nữa để mình đặt cái mã xả V152 trước khi em chuyển sang các mã đầm công sở, các mã trên kênh đi chơi đi tiệc ngày hôm nay rất nhiều sản phẩm. Thì các chị ơi, mình ở lại livestream với em nhá. Ở lại livestream với em ngày hôm nay, toàn bộ cái kho hàng Quảng Châu, kho hàng thiết kế của em xả chỉ từ 1XX cho đến 2XX rất bé, tóm lại dưới 300.000 hết, dưới 200.000 hết cho em nha. Ok chưa ạ? Chị 65 cân mà không được mất rồi chị Trang Phi Dương ạ. Dưới 60 cân ạ. Váy ở kênh chỉ có 1XX thôi, chờ em một chút em qua này chị Oanh Đỗ này. Ok chưa ạ? Cái gen kia bao nhiêu bạn? Cái mà em vừa qua thì mã hàng là xả V152 ạ. Đó, cái vừa qua thì là xả V152. Sale với mức giá chỉ có bao nhiêu ạ? 260.000 tình yêu nhá. Đó, ok là có lẽ các chị đã lên xong đơn của xả V152 rồi đúng không ạ? Có váy xòe phi bóng không ạ? Phi bóng thì em không có đâu. Bên em chất liệu ít khi làm bằng phi bóng lắm. Có cái váy chất tát ta thôi chị ạ. Đó, ok là chị Hương Đỗ em vào đơn cho mình rồi. Bây giờ nào? Các chị ơi, chị yêu nào quan tâm đến mẫu em đang lên đây cho em một cái chấm đi ạ. Bây giờ em sang một mã công sở cho các chị em mình nhá. Sang một mã công sở xinh nhá. Cái này hôm nay sale 1XX luôn này. Sale 1XX luôn các chị ơi. Chấm cho em một cái chấm tương tác đi. Giờ em nhiều chấm em bán rẻ này, ít chấm thì em bán cao hơn một chút được không ạ? Bây giờ em sang mã tiếp theo luôn này. Ngày hôm nay xả hàng, toàn bộ kho hàng em xả hết cho các chị yêu mình. Khô máu ngày cuối tuần luôn các chị yêu nhá. Nào ở lại đây với em cho em một cái chấm nào. Mẫu chị kia mặc bao nhiêu vậy? Ok luôn tình yêu ơi. Đó, chị Liên Hoàng, chị Anna Lê, chị Thu Lan Bùi này. Đó, chị Huyền Nguyễn này, váy đẹp đó này. Cảm ơn tình yêu nha. Vâng ạ, nếu mà ai quan tâm đến giá của sản phẩm này thì mọi người cho em xin một chấm đi ạ. Chấm càng nhiều thì bên em bán càng rẻ ạ. Càng tri ân cho mọi người một cái giá mà cực kỳ tốt luôn cho mọi người ạ. Mọi người cho em xin một chấm ạ. Đúng rồi, hàng bên em chị mua 2 lần đây đúng không ạ? Chị Thanh Tâm Võ cho em xin một cái feedback này. Hàng bên em chị mua 2 lần mà cái nào cũng đẹp, vải dày. Đúng rồi chị ơi, hàng của bên em toàn là hàng thiết kế hoặc là hàng Quảng Châu. Tất cả những cái này em chọn lựa rất kỹ, từ vải cho đến đường kim mũi chỉ. Không bao giờ có chuyện là cho xuất xưởng một cái sản phẩm vớ vẩn đến tay các chị được chưa ạ? Đó, chị em là mưa vẫn tiếp tục.